Xin chào tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của mình là Túc đây nha. Thì ai chưa đăng ký kênh mình thì đừng quên cho mình một nút like cũng như một nút đăng ký để không bỏ lỡ những cái video mới nhất từ mình. Đến cái video này thì không phải là mình tung ra mấy cái video gọi là cờ lam để cho anh em gọi là mình đi gọi là lấy đường gọi là lấy rát đâu, được chưa? Thì những cái quả mà mình tung ra để phần đa là những quả ngon này để cho anh em hướng dẫn cho anh em chiến đấy, không phải là những cái quả ối rồi đâu, được chưa? Vừa được là tung lên cho anh em gọi là chiến đâu. Thì khi của cái video này thì mình sẽ hướng dẫn anh em gọi là Clam nhận 500 cái đồng LFT, được chưa? Đấy, nó có chương trình airdrop thì hiện tại là còn 16 ngày nữa thì là chương trình airdrop nó cũng kết thúc và nó sẽ được list trên Banke Swap này, trên Bike cũng trên Banke Ri Swap này, được chưa? Thì ai mà chơi mà nhận được gọi là thích mà nhận 500 cái đồng đây, cái đồng LFT này thì có thể đây. Clam Free này nhận 500.000 cái đồng LFT này thì có thể kích vào đường link dưới phần mô tả, mình có để đó ra giao diện như vậy, kích phần trên cho mình, ấn vào quần vợt cho mình. Rồi quay sang ví chơi thì quả này mình làm mấy cái video để ngói lọng ngọng hết mồm mình đi chợ, anh em thông cảm nha. Rồi anh em nhớ cài cho mình một cái mật khẩu ví chơi cho nó bảo mật nha, mình như mình này cài. Rồi ấn phần đáp cho mình, dán cho mình. Ui, đau lưng quá. Rồi ấn vào smart chain cho mình này, chuyển đổi mạng cho nó. Nhớ là chuyển đổi sang mạng smart chain là riêng những quả clam của kênh của mình đấy, đều là phải chuyển đổi sang mạng smart chain cho mình đấy. Chờ nó đấy, khi mà nó ra giao diện như vậy thì là đã kết nối ví thành công đấy. Thì anh em có thể là kéo xuống này, trước tiên này, đi tìm cái phần tuyển red phần đường link đây, cái phần đường link đây, anh em có thể dán địa chỉ BLBF20 anh em vào đây và ấn get profile link này và copy để lấy đường link. Rồi mình hướng dẫn anh em clam nhanh luôn nha. Rồi em ấn vào phần clam airdrop này đấy, thì mình vừa làm quả rồi, chắc còn đang lỗi mạng đây. Ok này. Rồi xác nhận phí giao dịch figa thì hết rẻ thôi, mấy nghìn thôi, em xác nhận cho nó và ấn phần trên cho mình. Rồi quay xong ví này, moi lên đi nào, moi lên thì mình sẽ lấy con check ở đây. Thì con check mình để phần mô tả cho anh em gọi là tìm nha, chứ con check mình tìm kia nó lâu lắm. Rồi kích vào con check nó đâu nhỉ? À đây, con check ở đây đúng không? Rồi con check ở đây này, mình nghĩ là đúng này, mình vừa nãy mình để đấy mà. Rồi sao chép này, dán con check vào. Đúng rồi, thì dán con check vào thì nó hiện lên cái token của nó, Safeki LFT này, Finland này, các bạn gắn lên cho nó nha. Ấn tích tích này, đấy, tích vào cho nó. Rồi ấn tiền đã vào ví 500.000 cái đồng LFT Safa, được chưa? Khá là ngon luôn. Thì kết thúc video để cho anh em chiến.